là phụ nữ nhất định phải biết những bí quyết trang điểm ăn gian tuổi. Những mẹo trang điểm giúp gương mặt trẻ ra cả chục tuổi sau là bí quyết mà mọi cô gái đều phải nằm lòng. Ai trong chúng ta đều yêu thích một hoặc nhiều phong cách trang điểm khác nhau. Tuy nhiên, trang điểm như thế nào để diện mạo luôn rạng rỡ và tươi tắn? Tạm rời xa những thói quen make up thường ngày, mời bạn cùng chúng tôi khám phá những bí quyết trang điểm đặc biệt giúp bạn trẻ mãi như thuở đôi mươi. Tóc mái. Nếu bạn để ý thấy, những ngôi sao Hàn Quốc lúc nào trông cũng vô cùng trẻ trung và xinh xắn. Bí quyết đằng sau vẻ đẹp đó chính là phần tóc mái đáng yêu. Bạn có thể chọn lựa tóc mái bằng hoặc mái xéo để tăng thêm nét dễ thương cho gương mặt. Bên cạnh đó, những kiểu tóc ngắn, tóc bob cũng giúp bạn trông trẻ trung hơn. Kem lót có độ bắt sáng. Nhiều người thường ưa chuộng kem lót có độ che phủ cũng giúp lớp nền hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, theo ý kiến của các chuyên gia make up, điều này khiến lớp trang điểm trông kém tự nhiên, gương mặt trở nên cứng nhắc. Để thay thế, bạn có thể sử dụng sản phẩm vừa có tác dụng là lớp lót nền, vừa có khả năng bắt sáng. Loại kem lót mang đến hiệu ứng căng bóng, giúp da trông tươi trẻ và quyến rũ hơn hẳn. Một số sản phẩm bạn có thể tham khảo như NARS Smooth and Protect Primer, kem lót kiềm dầu cực đỉnh với tinh chất mỏng nhẹ như không, bảo vệ da trước tia UVA, UVB và ô nhiễm. Lớp nền sương mai. Không thể phủ nhận, làn da là yếu tố làm độ tuổi lộ tuổi tác rõ ràng nhất. Vì vậy, kiểu đánh nền dày cộm chỉ càng nhấn thêm các nếp nhăn, khiến bạn trông vừ hơn. Điều này còn làm mất đi độ căng mướt tươi trẻ của làn da. Vì vậy, để diện mạo trẻ trung, tự nhiên, bí quyết trang điểm dành cho bạn chính là lớp nền mỏng nhẹ như xương. Bạn nên chọn những sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, mang đến lớp nền mịn, mướt như kiểu trang điểm Hàn Quốc. Đây là bí quyết trang điểm đơn giản nhưng mang đến hiệu ứng ngoài mong đợi. Bạn có thể tham khảo sản phẩm NARS Light Reflecting Foundations giúp tối ưu hóa ánh sáng phản chiếu trên làn da, phấn tạo nên hiệu ứng mịn mờ giúp làn mờ nếp nhăn sâu, lỗ chân lông và kiểm soát bỏng dầu. Đôi má ửng hồng. Còn gì ngọt ngào hơn hình ảnh một cô nàng với hai gò má hồng hay hay đáng yêu? Theo chuyên gia make up Elizabeth Hurley, bí quyết trang điểm để hồng má tự nhiên nhất hay sử dụng các gam màu ấm như hồng phớt, cam đào hoặc ánh đồng. Những tông màu này giúp gương mặt bừng sáng và trông trẻ hơn tuổi thật. Bạn nên lựa chọn điểm cao nhất của gò má và nhẹ nhàng thoa phấn má hồng theo vòng tròn. Bạn có thể tham khảo phấn má hồng Maybelline New York Fit Me Blush. Phấn má hồng mịn nhẹ, tự nhiên, giữ màu chuẩn. Fit Me Blush Maybelline là sản phẩm má hồng mịn lì, tự nhiên và bền suốt cả ngày. Với các hạt phấn kết cấu nhẹ và mịn trong mỹ phẩm tạo nên hiệu ứng gò má ửng hồng tự nhiên. Kẻ mắt màu nâu. Nếu như eyeliner ghi điểm với độ sắc nét và quyến rũ, thì màu kẻ mắt nâu sẽ giúp bạn trông trẻ trung và dịu dàng hơn hẳn. Tông màu nâu không đậm bằng màu đen, nhưng đôi mắt vẫn trông cuốn hút và vô cùng hòa nhã. Bút kẻ mắt nước xét sắc nét có chức năng không trôi mang đến đôi mắt quyến rũ cho bạn. Bạn có thể tham khảo bút kẻ mắt Innisfree Powerproof Pen Liner. Kẻ mắt dưới màu nude. Bí quyết trang điểm này được tiết lộ bởi nhiều chuyên gia make up hàng đầu trong giới làm đẹp. Nghe có vẻ lạ, nhưng eyeliner màu nude tạo hiệu ứng mắt to, tròn, long lanh hơn rất nhiều. Nào, hãy áp dụng chiêu trang điểm này trong những phần make up tiếp theo để trẻ hóa dung mạo nhé. Phấn mắt dạng nhũ. Đôi mắt là điểm nhấn thu hút nhất trên gương mặt. Để tô điểm cho mắt thêm sức sống, bạn nên chọn phấn mắt dạng nhũ màu sáng. Bí quyết trang điểm là dùng phấn highlighter tán nhẹ lên khóe mắt và phần dưới xương lông mày. Hãy chọn các tông màu tươi tắn như hồng đào, cam đào hoặc nhũ bạc. Đối với phụ nữ trên 30 tuổi, dùng kem lót dạng lỏng và phấn bột phủ lên phần mí mắt để lớp trang điểm lâu phai hơn. Che quầng thâm mắt. Che quầng thâm mắt nằm trong số các vị trí tố cáo tuổi tác rõ ràng nhất. Để che lấp khuyết điểm này, bạn hãy chọn kem màu sáng có độ che phủ hợp với tông da. Tuy nhiên, khi dùng kem che khuyết điểm, không nên thoa quá dày khiến lớp makeup bị nặng nề. Đây là yếu tố làm nổi rõ nếp nhăn, vết chân chim.
Bắt đầu phủ kem che khuyết điểm lên quầng thâm dưới mắt, sau đó đến đôi mắt và cuối cùng là khóe mắt. Bạn có thể tham khảo NARS Radiant Creamy Concealer giúp giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn mờ, nếp nhăn sâu và làm đều màu da. Lông mày cánh cung. Thay vì tốn công cho đôi mày dày, đậm và sắc nét, tại sao bạn không thử để lông mày ở trạng thái tự nhiên nhất? Điển hình là Victoria Beckham, vừa dạo đổi sang dáng mày thanh mảnh, cong nhẹ ở phần đuôi, dung mạo của cô trở nên yêu kiều và tươi trẻ hơn rất nhiều. Son bóng. Mẹo để đôi môi trông tươi tắn hơn chính là dùng son có độ bóng nhẹ. Son bóng giúp cho đôi môi trông căng mọng và đáng yêu. Khi sử dụng son bóng, hãy chọn những màu sắc trẻ trung như màu hồng, cam, đỏ hồng. Một bí quyết trang điểm mà bạn nên nhớ để diện mạo trẻ như chủ đôi môi đó là không kẻ viền môi. Chỉ viền giúp đôi môi rõ nét và gợi cảm, nhưng cũng là yếu tố tăng thêm tuổi cho đôi môi. Bạn có thể tham khảo son bóng Rome and Anti-Glasping Water Gloss hay son NARS Afterglow Lip Shine giúp tăng vẻ rực rỡ cho đôi môi với công thức son bóng như gương và giữ ẩm môi đến 8 giờ. Son đỏ. Nói không hoa khi cho rằng son đỏ là nữ hoàng của các màu son. Dù ở độ tuổi 40, bạn cũng đừng ngần ngại tô điểm cho đôi môi với màu son màu đỏ. Đây là sắc son giúp phải đẹp thêm tự tin và nổi bật hơn. Hiển nhiên, chỉ với đôi môi đỏ tươi, ửng hồng, tươi tắn, diện mạo của bạn sẽ trông trẻ trung hơn hẳn. Để hợp với làn da của phụ nữ châu Á, bạn nên chọn các màu son có tông hồng trầm ấm như đỏ đất, đỏ san hô, đỏ thuần, đỏ hồng. Với những bí quyết trang điểm trên, chúng tôi mong rằng các cô gái sẽ trở nên rạng rỡ, tươi tắn và đẹp mãi theo thời gian. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số sản phẩm như Layering Lip Bar. Lần đầu tiên, 6 màu sắc sinh động được thiết kế trong cùng một thỏi son môi giúp mang đến sự chuyển màu cho đôi môi căng mịn với phong cách trang điểm tự nhiên đến khá tinh nổi bật với chỉ một lần chạm. Hay son môi L'Oreal Color Richie Lipstick diện chân váy maxi đẹp suốt 365 ngày. Chân váy maxi với độ dài hoàn hảo và đầy tính linh hoạt mà phải đẹp nên sở hữu và thành thục một cách kết hợp. Chân váy maxi với độ dài thướt tha có thể dễ dàng kết hợp để tạo ra phong cách đa dạng, đồng thời giúp che được mọi nhược điểm về đôi chân. Đây là món đồ cực kỳ dễ tính với mọi dáng người. Những gì bạn cần làm là tìm ra được thiết kế phù hợp, vừa vặn với dáng mình và biết cách kết hợp nó với phần còn lại của trang phục. Các mẫu chân váy maxi ngày càng được thiết kế đa dạng hơn, đồng hành cùng với nhiều cá tính. Nếu bạn là người chơi mới, chân váy maxi đen là lựa chọn sáng suốt dành cho bất kỳ chủ nhân nào. Chân váy maxi đen vừa linh hoạt vừa thời thượng sẽ phù hợp với mọi dịp, văn phòng, các buổi tiệc và càng tuyệt vời hơn với trang phục mùa hè. Bạn sẽ trông rất ấn tượng khi kết hợp chân váy với một chiếc áo sơ mi, áo thun cùng với giày boots đen hay áo khoác blazer. Bạn muốn trông nữ tính và dễ dàng chơi đùa khi phối đồ, chân váy maxi trắng sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Trang phục với tông màu trắng luôn giúp chủ nhân xuất hiện với vẻ ngoài thoải mái, nhẹ nhàng và càng vì thế phù hợp hơn với thời tiết ấm áp của mùa hè này. Bạn sẽ có vô vàn lựa chọn với chất liệu đa dạng như cốt tông, ly len hay vải lanh. Nếu bạn cảm thấy màu trắng trơn, đơn thuần, có chút tẻ nhạt thì hãy đi với các họa tiết thêu hoặc hoa văn tinh tế để thêm phần màu sắc. Phụ kiện đi kèm có thể là một đôi giày xăng đan, đem lại chút vị biển hè hay giày bút cho một cảm giác từ phương Tây. Một chân váy tô điểm họa tiết sẽ giúp bạn trông thật sang trọng, đặc biệt lý tưởng với phong cách bohemian. Để có thể là chuyên gia với chân váy maxi hoa, hãy lưu ý một số điều sau. Các họa tiết hoa nhỏ sẽ tạo cho bạn vẻ ngoài bohemia. Ngược lại, với họa tiết hoa to hơn sẽ phù hợp với phong cách hiện đại. Những chiếc váy maxi lưng cao là công cụ thú vị để dàn chiều cao cho chủ nhân. Vì bản chất lưng cao của váy, bạn sẽ cần cân đối độ dài của áo để tránh làm hỏng đi sự hỗ trợ chiều cao ấy. Sự kết hợp ăn ý nhất là các em mặc crop top.
Hay bạn có thể buộc thắt nút để làm áo ngắn mấn đi độ dài của áo. Bạn cũng có thể cho mình nét tinh tế cổ điển khi bạn kết hợp chân váy maxi xếp ly với chất liệu dày và nếp gấp rộng. Chân váy xếp ly bạn có thể hiện đại với thiết kế nếp gấp liên tục và liền kề. Hãy nhớ chọn giày cao gót để trông bạn không bị nặng nề vì kiểu dáng xếp ly nhé. Bạn ngại phải đi dạo bước xuống phố vì sợ vướng víu bởi độ dài mà bỏ qua xu hướng váy maxi là điều không nên. Chân váy maxi với phần xẻ tà vừa cho bạn cảm giác thoải mái, pha chút nét quyến rũ. Bạn chỉ cần lưu ý lựa chọn đồ dài của phần xẻ tà sao Mình cho biết phù trang hợp với điểm tự sự có kiện tự không của phụ nữ Pháp. Phong không? cách trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế và có phần tối giản đã tạo nên vẻ đẹp rất riêng cho phụ nữ Pháp. Các quý cô Parisienne với vẻ đẹp je ne sais quoi luôn toát lên sự thanh lịch và tao nhã, đầy cuốn hút dù chẳng hề gắng gượng. Bạn có thầm ngưỡng mộ họ và mong muốn được như thế. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những bí quyết trang điểm có thượng như không để biến mình thành quý cô mang đậm hơi thở của nước Pháp của bài viết dưới đây nhé. Một làn da khỏe đẹp là lớp lền đẹp nhất. Dưỡng da là bước quan trọng nhất trong quy trình làm đẹp của phụ nữ Pháp. Một làn da mịn màng và ẩm ướt luôn là chìa khóa cho một lớp trang điểm hoàn hảo, tự nhiên, tựa như không của các quý cô. Emily in Paris. Làn da đủ ẩm sẽ hỗ trợ lớp make-up có độ bám tốt hơn, cũng như không cộm lên và sần sùi. Phụ nữ Pháp rất ít kem nền, thay vào đó họ lại rất chú trọng vào việc làm sạch da và sử dụng nhiều kem dưỡng da, dưỡng mắt và serum mỗi ngày. Lớp nền mỏng nhẹ tự nhiên. Khác với phong cách trang điểm với lớp nền căng bóng mượt mà được các chị em phụ nữ các nước châu Á như Hàn Quốc hay Nhật Bản yêu thích, các quý cô nước Pháp luôn trung thành với lớp nền lì, đều màu và không quá sáng so với tông da nguyên thủy của họ. Để có một lớp nền tựa như không, bạn hãy thử kết hợp kem nền cùng với serum để tạo cho lớp nền một hiệu ứng trong suốt và mỏng nhẹ. Phụ nữ Pháp sử dụng kem che khuyết điểm. Đừng để những đôi mắt tuyệt đẹp của phụ nữ Pháp đánh lừa bạn. Họ rất khéo léo trong việc che khuyết điểm ở mắt. Trước khi trang điểm, các cô nàng kinh đô ánh sáng thường bôi một lớp kem dưỡng ẩm có màu ở vùng da có nhiều khuyết điểm. Sau đó, họ dùng kem che khuyết điểm tán đều lên quầng thâm mắt và các khu vực da quanh mũi. Cuối cùng, phủ một lớp phấn lên khắp mặt, tập trung ở phần chữ T để giúp lớp nền lâu trôi và bền đẹp suốt một ngày dài. Nhấn nháo vào những nơi đẹp nhất trên khuôn mặt. Phụ nữ Pháp ưa thích vẻ đẹp nhẹ nhàng, vì thế họ rất tiết chế khi trang điểm. Một trong những bí quyết để có được lớp trang điểm nhẹ nhàng tựa như không của phụ nữ Pháp là hãy tập trung nhấn nhá vào những nét nổi bật trên khuôn mặt, nơi họ cảm thấy tự tin nhất. Giống như là người mẫu Pháp Caroline Dermarest từng chia sẻ, khi trang điểm, một là bạn đánh mất khói hoặc kẻ mắt, hoặc tô son, sẽ không còn là Pháp nếu bạn làm tất cả cùng một lúc. Đó có thể là một đôi mắt sâu cuốn hút cùng hàng mi cong vút, thêm rạng rỡ với chút eyeliner phần đuôi mắt, hoặc đơn giản chỉ là sắc môi đỏ thuần cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn. Sắc môi đỏ cổ điển, biểu tượng của phụ nữ Pháp. Đôi môi quyến rũ cùng màu đỏ kinh điển sẽ là điểm nhấn cho toàn bộ lớp trang điểm theo phong cách Pháp. Bạn sẽ bắt gặp các quý cô với màu son đỏ trên khắp đường phố của Paris vì sắc đỏ cổ điển luôn là biểu tượng không thể thiếu trong bước trang điểm của họ. Phụ nữ Pháp thường chọn son lì để tôn lên vẻ đẹp vừa thanh lịch vừa quyến rũ của mình. Victoria Peterson, người sáng lập French Girl Daily chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng chìa khóa để có được vẻ ngoài không trang điểm người Pháp là sử dụng một màu môi lì. Để có được một đôi môi hoàn hảo theo phong cách Pháp, hãy nhớ giữ môi kỹ càng để có một đôi môi đỏ mọng căng nước khi bước xuống phố bạn nhé." Phụ nữ Pháp yêu thích lông mày tự nhiên. Phụ nữ Pháp ưa chuộng dáng chân mày đầy đặn, tự nhiên và có phần rậm rạp. Họ không cắt tỉa hay kẻ lông mày quá sắc, mà thường chỉ chú tâm chăm sóc lông mày sao cho thành hình dáng phù hợp khuôn mặt khi trang điểm. 10 thói quen làm đẹp da buổi sáng giúp bạn xinh đẹp hơn. Bạn muốn mình luôn xuất hiện tươi tắn, tràn đầy sức sống vào mỗi buổi sáng mà không cần tốn quá nhiều thời gian. Những thói quen hàng ngày
có thể ảnh hưởng lớn đến độ cải thiện làn da. Chính vì vậy, bạn nên kiên trì thực hiện đầy đủ những bước làm đẹp da sau đây để xinh đẹp hơn từng ngày. Hạn chế sử dụng điện thoại ngay khi vừa tỉnh dậy. Điện thoại thông minh trở thành vật dụng tiện lợi không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Hầu như chúng ta đều sử dụng điện thoại liên tục từ lúc thức dậy đến khi đi ngủ. Theo Bastow, thu thập từ các cuộc khảo sát cho thấy khoảng từ 46 đến 61% mọi người kiểm tra điện thoại trong vòng 5 phút ngay sau khi thức dậy. Nhưng ít ai nhận ra rằng làm như vậy không chỉ gây hại cho thị lực mà còn làm tăng tốc độ lão hóa da do ánh sáng xanh xuất phát từ màn hình LED điện thoại. Nhiều nghiên cứu cho thấy ánh sáng xanh đẩy nhanh quá trình oxy hóa ở da, làm tăng khả năng xuyên đến lớp hạ bì, từ đó thúc đẩy quá trình lão hóa da. Kết quả là sự xuất hiện của nếp nhăn và làn da mất đi độ đàn hồi tự nhiên. Ánh sáng xanh còn gây ra hiện tượng tăng sắc tố da, làm giảm khả năng làm đẹp da dù nàng đã có chu trình dưỡng da phù hợp. Theo các chuyên gia da liễu, ánh sáng xanh phát ra từ điện thoại thường xuyên có khả năng kích thích sự sản sinh của các sắc tố da. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến da nám và sạm màu theo thời gian. Làm sạch da kết hợp với massage. Làm sạch da không chỉ đơn thuần là rửa mặt, đó là tập hợp của các động tác gồm tẩy trang, rửa mặt và cũng cần một chút massage để tuần hoàn máu trên cơ mặt. Đặc biệt, sau khi ngủ dậy, da sẽ mang độ nhờn đáng kể, vì thế bạn phải dùng sữa rửa mặt để rửa sạch chúng. Theo như cơ chế sinh học, làn da của chúng ta sẽ được tái tạo vào ban đêm và sản sinh tế bào mới vào ban ngày. Rửa mặt ngay sau khi ngủ dậy giúp đánh thức làn da, loại bỏ dầu và các hợp chất thải ra từ các lỗ chân lông. Trong lúc rửa mặt, bạn nên massage nhẹ nhàng để làm da đẹp và căng mịn, đồng thời giúp bạn tỉnh táo và sảng khoái. Bạn cũng có thể kết hợp massage mặt với massage vùng gáy và đầu để làm giảm đau mỏi sau khi thức dậy vào buổi sáng. Một số loại sữa rửa mặt bạn có thể tham khảo, đó là sữa rửa mặt dưỡng ẩm cho da sâu mụn nhạy cảm 150ml số 1 Anh Quốc, Simple Skin to Skin Refreshing Facial Wash, chứa tinh chất chiết xuất từ các hạt tro núi lửa đảo Jeju, có khả năng hút bã nhờn sâu bên trong lỗ chân lông và các tạp chất khác có trên da nhằm ngăn ngừa sự hình thành mụn. Sữa rửa mặt Innisfree Volcanic Pore Cleansing Foam, gel rửa mặt chiết xuất trà xanh độ pH thấp 150ml cho một làn da hay cả làn da nhạy cảm và da mụn. Cors Good Morning Low pH Cleansers, dùng toner để cân bằng độ pH cho da. Việc dùng toner sau bước rửa mặt vừa giúp cân bằng lại độ pH trên da của bạn, vừa giúp khe xe khí lộ chân lông để làm đẹp da và hấp thụ dưỡng chất tốt hơn từ các sản phẩm dưỡng da. Nếu mong muốn có làn da tươi tắn và căng mọng suốt cả ngày, bạn cần phải thực hiện đầy đủ chu trình dưỡng da buổi sáng với toner. Bỏ qua bước này có thể dẫn đến nguy cơ làn da bị mất cân bằng, xuất hiện tình trạng da quá khô hoặc quá nhờn. Ngoài ra, toner còn có thể loại bỏ mọi bụi bẩn trang điểm còn sót lại từ đêm qua hoặc dầu nhờn. Nàng có thể tham khảo sản phẩm Mario Pasticu Glycolic Acid Toner đối với làn da khô. Nếu làm có làn da nhạy cảm, Thayer Alcohol Free Cucumber with Hazel Facial Toner là sự lựa chọn không thể bỏ qua. Đối với những làn có
Nàng có làn da hỗn hợp Innisfree Green Tea Balancing Skin là sản phẩm được nhiều người tin dùng. Dùng các sản phẩm đặc trị cho da. Trong các bước chăm sóc da cơ bản vào mỗi buổi sáng, rất nhiều cô nàng bỏ qua serum vì ngại tốn thời gian. Thật ra, đây chính là hóa chất rất quan trọng giúp bạn có làn da hồng hào và tươi tắn, thẩm thấu từ sâu bên trong. Vào buổi sáng, bạn nên dùng loại serum có chứa vitamin C giúp trắng da, mở thâm nám, chảy xệ da, giúp da duy trì làn da đẹp, tươi trẻ. Tuy nhiên, vì vitamin C sẽ khiến da bị bắt nắng hơn, nên nếu dùng vào buổi sáng, bạn nên chống nắng kỹ để tránh làn da bị sạm nám. Các loại vitamin C nổi tiếng mà phải đẹp nhất định không nên bỏ qua. Serum vitamin C Melano CC Roto, Serum vitamin C Tablet Hyaluronic Acid và Serum vitamin C Matte Hypo Vitamin C được giới trẻ tin dùng. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng vitamin B3 niacinamide với khả năng giảm viêm cũng như làm thuyên giảm lấy tấy đỏ do mụn trứng cá. Thành phần này cũng hỗ trợ tình trạng tuyến dầu thừa dưới da, từ đó giảm thiểu tình trạng dầu nhờn và lỗ chân lông làm giãn nở, cải thiện kết cấu da, hỗ trợ cho lớp trang điểm mịn màng và rạng rỡ hơn. Mở cửa phòng đón nắng sớm vào nhà. Rất nhiều cô nàng khi nghe đến nắng mặt trời là nghĩ ngay đến việc chúng có thể phá hủy làn da mịn màng của bạn. Nhưng theo nghiên cứu chỉ ra rằng tắm nắng vào sáng sớm thật sự rất có lợi. Trên thực tế, điều này đã được công bố trên tạp chí Climatotherapy về bệnh vẩy nến. Ánh sáng cũng có tác dụng giúp bạn đối phó với những vấn đề nghiêm trọng về da. Nhờ có sự hiện diện của vitamin D, một chuyên gia trong việc sản xuất insulin trong cơ thể, từ đó giúp bạn tránh hoặc kiểm soát bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, bạn chỉ nên mở cửa phòng đón nắng từ 30 đến 45 phút trước 9 giờ sáng mỗi ngày để hấp thụ lượng vitamin D cần thiết cho làn da của mình. Uống nước ấm mỗi sáng. Một số người có thói quen bắt đầu ngày mới với một tách cà phê hoặc trà. Theo các chuyên gia chăm sóc sức khỏe toàn diện, bắt đầu ngày mới bằng cách uống một cốc nước ấm có thể hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện chất lượng làn da. Nước ấm cũng có thể giúp giảm cân, ngăn ngừa mất nước cho cơ thể bạn. Nếu cảm thấy uống nước lọc quá nhàm chán, vậy hãy thử thêm một ít nước cốt chanh và nửa thìa mật ong. Điều này giúp tăng tốc độ trao đổi chất, thúc đẩy quá trình giảm cân. Bạn có thể thử thêm vài lát trái cây hoặc lá bạc hà để làm nước detox giúp làm đẹp da. Dưỡng ẩm cho làn da mịn màng. Một làn da khỏe đẹp sẽ có độ ẩm vừa đủ, mềm mại nhờ da được cung cấp đủ nước, có đủ độ ẩm cần thiết tùy vào mỗi loại da. Nếu bạn bị mất nước thì da sẽ dễ bị khô ráo quá mức và dễ thải ra tế bào chết. Đặc biệt khi bạn thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, đó là lý do mà kem dưỡng ẩm là món đồ không thể thiếu trong chu trình dưỡng da mỗi sáng của phái đẹp. Việc sử dụng kem dưỡng da ban ngày có tác dụng cấp ẩm và bảo vệ làn da khỏi những tác nhân xấu bên ngoài như ánh nắng, khói bụi hay tia bức xạ từ màn hình điện thoại, máy tính. Lựa chọn những sản phẩm dưỡng ẩm chuyên dụng vào ban ngày và phù hợp với từng loại da của bạn để việc dưỡng da được hiệu quả nhất, thúc đẩy quá trình làm đẹp của da của nàng. Nhờ dưỡng ẩm kỹ, cấu trúc collagen bên trong da vẫn còn đảm bảo về số lượng lẫn chất lượng. Làn da nào sẽ luôn có độ đàn hồi cao và sự săn chắc. Một số loại kem dưỡng ẩm bạn có thể tham khảo
như kem dưỡng ẩm Neutrogena Hydro Boost. Dung dịch dưỡng ẩm tối ưu cho da thường và da khô 170ml Hadalabo Advanced Glorious Lotions. Gel dưỡng ẩm ban đêm kiểm soát dầu 60ml Paula Choi Invisible Fitness Moistures. Chế độ ăn dặm, dinh dưỡng, nhiều chất xơ. Bỏ bữa sáng không những không giúp bạn giảm cân, mà nó còn đem đến rất nhiều hệ lụy sau này vì nó làm tổn thương sự trao đổi chất và thậm chí có thể tác động xấu đến độ nhạy cảm insulin. Đừng nhịn ăn sáng mà hãy ăn sáng sớm trước 9 giờ sáng với các thực phẩm nhiều chất xơ dinh dưỡng. Theo nhiều nghiên cứu, ăn sáng bổ sung nhiều chất xơ trước 7 giờ sáng mang lại hiệu quả tuyệt vời cho làn da của bạn. Cụ thể, chất xơ trong thực phẩm giúp tiến quá trình tiêu hóa, giúp tống đi các chất phế thải khỏi cơ thể nhanh hơn và do đó làm giảm sự tồn tại của các chất độc trong cơ thể, trả lại cho bạn một làn da mịn màng và căng mọng, tản bộ cho làn da thư thái. Không nhiều người quan tâm đến việc đi bộ có tác dụng gì cho phái nữ trong chu trình chăm sóc da. Tuy nhiên, thực tế thì hoạt động này có rất nhiều lợi ích từ việc giúp cơ thể đổ mồ hôi. Thông qua mồ hôi, chất độc tích trữ trong cơ thể sẽ được thải ra ngoài, giúp các lỗ chân lông trên da được thông thoáng, trả lại cho nàng làn da mịn màng hơn. Ngoài ra, nhờ tập luyện, bạn cũng có thể uống nhiều nước hơn, việc tuần hoàn hoạt động tốt hơn. Nhờ đó, làn da được cấp ẩm liên tục để trở nên hồng hào đầy sức sống, thúc đẩy quá trình làm đẹp da của phái nữ. Luôn bôi kem chống nắng trước khi ra khỏi đường. Nếu ước ao một làn da luôn tươi trẻ như tuổi 20, kem chống nắng chính là món mỹ phẩm nàng luôn phải thoa dù ở nhà hay ra ngoài đường. Trong ánh nắng mặt trời có tổng cộng 3 loại tia UV chính: UVA, UVB và UVC. Các tia này gây ra hiện tượng sạm và nám cho da, phá hủy collagen, làm da nhanh lão hóa. Thông qua những tác hại trên, kem chống nắng được mệnh danh là chiến binh bảo vệ làn da sáng giá nhất. Vậy nên đừng bao giờ ra ngoài nếu chưa bôi kem chống nắng, vì khi thiếu đi bước này, các bước chăm sóc da trước đó sẽ trở nên vô nghĩa. Bạn cũng nên lưu ý bôi kem chống nắng từ 15 đến 30 phút trước khi ra ngoài đường nhé. Một số loại kem chống nắng bạn có thể trang điểm như kem chống nắng Anesta BB SPF 50+, PA 4+, là kem BB trang điểm với kết cấu mỏng nhẹ, che phủ khuyết điểm và lỗ chân lông cho lớp nền mịn lì, đẹp tự nhiên, không trôi suốt cả ngày, phù hợp với mọi loại da. Kem chống nắng La Roche-Posay Antilles XL Anti-Shine SPF 50+ Dry Talk Gel Cream. Kem chống nắng kiểm soát dầu và với kết cấu sản phẩm dạng kem lỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không nhờn xít, không để lại vết trắng. Kem chống nắng Vichy Capital Soy. Kem chống nắng không gây nhờn xít, không màu, dạng kem, giúp chống nắng, ngăn lão hóa, ngừa ung thư da với bộ màng lọc bảo vệ da trước tia cực tím. Bí quyết làm đẹp từ phụ nữ Nhật giúp bạn níu giữ tuổi xuân. Nếu bạn muốn mình trông trẻ trung hơn giống như các cô gái ở xứ Phù Tang, hãy bỏ túi ngay những mẹo làm đẹp bên dưới. Nói về nét đẹp không tuổi, có lẽ không thể không nhắc đến Masako Mizutani. Dù đã ở ngưỡng 50, nhưng Mizutani luôn xuất hiện với những hình ảnh như cô gái tuổi đôi mươi. Cô được xem là hình mẫu phụ nữ Nhật lý tưởng mà biết bao nhiêu người mơ ước. Để duy trì vẻ ngoài hách tuổi như cô không khó,
bạn chỉ cần làm theo những lời khuyên bên dưới. 1. Rửa mặt bằng nước hoa gạo. Phần lớn phụ nữ Nhật thường dùng nước hoa gạo để rửa mặt và sử dụng cho tóc, bởi nước hoa gạo rất giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có tác dụng làm dịu da. Hơn nữa, khi dùng nguyên liệu này để làm sạch da hoặc tắm thường xuyên sẽ giúp làn da duy trì độ ẩm, làm se khít lỗ chân lông và cải thiện thắc sắc của da. Ngoài ra, trong nước hoa gạo còn chứa amino acid cùng nhiều loại vitamin B1, B5 rất tốt cho quá trình phát triển tóc và giúp tóc chắc khỏe. Vì vậy, đừng bỏ lỡ mẹo làm đẹp đơn giản từ nước hoa gạo này. 2. Thực hiện chế độ ăn uống hợp lý. Trong thực đơn ăn uống mỗi ngày, phụ nữ Nhật Bản luôn chú trọng về vấn đề sức khỏe. Họ luôn chọn những thực phẩm tươi, ít chế biến và cân bằng với số lượng nhỏ. Cá, ngũ cốc, rau, trái cây, rau biển đều là những thực phẩm được làm trong khẩu phần ăn của họ. Bên cạnh đó, một số thực phẩm lên men lành mạnh như dưa, cải bắp, kim chi, miso cũng được phụ nữ ở xứ sở hoa anh đào ưa chuộng. Với một chế độ ăn khoa học và lành mạnh, bạn không những nhanh chóng sở hữu cơ thể khỏe khoắn mà còn tự tin lấy lại vóc dáng lý tưởng. Bí quyết làm đẹp và dưỡng da từ mặt nạ rong biển. Mặt nạ rong biển luôn nằm trong danh sách những sản phẩm được yêu thích và tin dùng bởi phụ nữ Nhật Bản. Đây là một loại mặt nạ bổ sung độ ẩm giúp da sáng mịn và căng tràn sức sống. Đối với mặt nạ dưỡng da này, bạn chỉ cần chuẩn bị 1/4 chén bột rong biển, một ít nước ấm và dầu ô liu, trộn đều thành hỗn hợp sền sệt rồi thoa lên mặt và cổ. Giữ nguyên 15 phút, sau đó rửa sạch với nước. Bổ sung collagen cho da. Như đã biết, việc bổ sung collagen là điều vô cùng cần thiết giúp da săn chắc, làm trẻ hóa làn da. Ngoài các loại mỹ phẩm và thì phụ nữ Nhật Bản cung cấp collagen cho da bằng nhiều cách tự nhiên khác nhau, như dùng các loại thực phẩm cá, gà, lòng trắng trứng, rau xanh và một số loại trái cây. Chống nắng bảo vệ da. Phụ nữ ở xứ mặt trời mọc không phải là những cô nàng yêu thích một làn da giảm nắng. Vì vậy, họ luôn tuân theo chế độ chống nắng kỹ lưỡng. Sử dụng kem chống nắng có thể giúp họ tránh được tác hại từ tia UVA và UVB, đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa và nếp nhăn trên da. Khỏe đẹp từ trà xanh. Một trong những bí quyết làm đẹp giúp mang lại cơ thể khỏe mạnh và vẻ ngoài tươi tắn chính là sử dụng trà xanh. Phụ nữ Nhật Bản thích dùng trà xanh vì loại trà này rất tốt cho sức khỏe và có khả năng giữ hình nhan sắc trẻ trung. Mặt khác, trà xanh còn được các cô gái áp dụng để đắp mặt nạ vì nguyên liệu có khả năng xóa mở nếp nhăn, se khít lỗ chân lông và giúp thay đổi skin là gì và làm thế nào để sở hữu làn da mềm mịn như mây. Cloud skin, làn da đám mây, nghe tên thôi đã thấy rất là mềm mại và trắng muốt rồi đúng không? Cloud Skin hứa hẹn sẽ là kiểu makeup được ưa chuộng của năm 2022. Cloud Skin, da mịn như mây là xu hướng trang điểm đang nổ trong thời gian gần đây. Bạn có tò mò và mong muốn sở hữu làn da này? Cloud Skin là gì? Được khởi xướng bởi chuyên gia Dominic Skinner từ hãng MAC Cosmetics, Cloud Skin là phương pháp trang điểm thể hiện đúng tinh thần đẹp dịu dàng mà không chói lóa. Cloud skin hay còn gọi là làn da đám mây, trông mịn lì nhưng vẫn căng mướt. Cloud skin sẽ cho bạn vẻ đẹp ngoài mơ màng như của một ngày hè nhiều mây với ánh nắng nhẹ,
dịu dàng mà vẫn tỏa sáng. Với kiểu trang điểm này, da sẽ trông như một bộ lọc làm mịn trên các ứng dụng chụp ảnh selfie. Cloud Skin là một phiên bản trầm và nhẹ nhàng hơn của Glass Skin. Làn da được siêu cấp ẩm đến độ căng bóng như gương. Khuôn mặt trang điểm kiểu Cloud Skin vẫn giữ được độ mượt mà, nhưng sẽ tự nhiên và ít bóng hơn. Làm thế nào để có được Cloud Skin? Nếu như Glass Skin đòi hỏi một chu trình dưỡng da chuyên biệt và cầu kỳ để bóng khỏe từ bên trong, thì Glow Skin có thể đạt được chỉ với một số kỹ thuật trang điểm đơn giản. Để sở hữu làn da bồng bềnh đầy mê hoặc, bạn chỉ cần áp dụng với ba quy trình với ba bước đơn giản như sau. 1. Dưỡng da trước khi trang điểm. Không chỉ Glow Skin, trang điểm kiểu nào cũng cần một nền da được chuẩn bị kỹ càng. Làn da đám mây sẽ cần được độ ẩm rất cao để tạo hiệu ứng căng bóng từ bên trong. Vì vậy, bạn hãy dùng kem dưỡng ẩm cấp ẩm sâu để tạo lớp nắng chăm sóc da dưới lớp trang điểm. Sau đó kết hợp một lớp kem lót phía trên sẽ giúp làn da có được độ bóng vừa phải. Bạn có thể tham khảo một số sản phẩm như Mernam Saranari Day Cream hay dung dịch dưỡng ẩm tối ưu Hadalabo, hệ dưỡng ẩm sâu HA, SHA, Nano HA cung cấp độ ẩm tối ưu cho các lớp biểu bì, khắc phục tình trạng khô sạm và mất nước, tái tạo cấu trúc đàn hồi cho làn da ẩm mượt, sáng mịn. Hay tinh chất dưỡng da Shiseido 30ml, tinh chất hay còn gọi là serum dưỡng da Shiseido Anti-Immune Powered Infusion Concentrate, phiên bản mới với công nghệ The Life Blood giúp tăng cường và củng cố hàng rào bảo vệ da từ sâu bên trong lớp biểu bì. Kem lót Maybelline New York là kem lót dạng sữa dễ tán, đem lại hiệu ứng làn mềm da, mở lỗ chân lông ngay cả khi sử dụng. Kem lót Shiseido giúp da ẩm mượt suốt 12 giờ, kháng nước, chống hình thành các đường nhăn và rãnh nhăn, chống xỉn màu, kiểm soát dầu suốt 12 giờ. 2. Lớp nền mịn màng. Sau khi đợi cho lớp dưỡng da đã thấm hoàn toàn, bạn có thể bắt đầu tạo lớp nền. Dùng kem nền dạng matte liquid chấm một lượng vừa đủ lên toàn bộ khuôn mặt, rồi nhẹ nhàng tán đều bằng cọ. Tiếp đến, công đoạn phủ phấn rất cần sự cẩn thận để tạo được hiệu ứng mịn lì nhưng căng nước. Theo Dominic Skinner, hãy phủ phấn tập trung vào trán, đường chân tóc, mũi và gò má để giảm bớt độ tương phản với các phần còn lại của khuôn mặt. Một lớp phấn phủ siêu mịn trong suốt sẽ cố định lớp nền và giúp làn da không bị bóng nhảy. Sản phẩm tham khảo: phấn phủ MAC Glow Powder Rouge, phấn phủ bột công thức mới đặc biệt siêu mịn, bám đều trên da giúp da mịn màng, khô thoáng. Kem che khuyết điểm Lash, giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn mờ, nếp nhăn sâu và làm đều màu da. Lash Light Reflecting Foundations giúp tối ưu hóa ánh sáng phản chiếu trên làn da, vẫn tạo nên hiệu ứng mịn mờ giúp làn mờ, nếp nhăn sâu và lỗ chân lông và kiểm soát bóng dầu. Thứ ba, phấn bắt sáng nhẹ nhàng. Bước cuối cùng đòi hỏi bạn lựa chọn phấn highlight một cách khôn ngoan
bởi loại nhũ lấp lánh sẽ phá hỏng nỗ lực làn da đam mê từ đầu đến giờ. Hãy phủ ít phần bắt sáng loại không nhũ lên sống mũi và gò má, thêm một chút má hồng nữa là xong. Làn da căng mọng bồng bềnh đã sẵn sàng. Sản phẩm tham khảo: Nash Illuminator, Cedele Pore Beauty. Để 40 tuổi vẫn đẹp như Son Tae-jin. Những năm 20 tuổi, Son Tae-jin ghi dấu trong trái tim người hâm mộ với đôi mắt buồn và dung mạo trong trẻo như mặt hồ thu. Ở tuổi 40, độ tuổi mà nhiều người đã phải nhờ đến biện pháp thẩm mỹ xâm lấn, vì hôn thê của Kim Bin lại khiến ai nấy đều ngỡ ngàng bởi chu trình dưỡng da tồi dạng và thói quen tự làm mặt nạ của mình. Nhưng trước khi bàn về bí quyết làm đẹp của Son Tae-jin, có lẽ chúng ta nên nói về sự thu hút tự nhiên của cô. Từ phong thái tự nhiên, ở mọi khoảnh khắc, Son Tae-jin đều đẹp rất tự nhiên, như thế cô không thể để tâm tìm cách thu hút người khác. Sự cuốn hút tự thân này vốn có ở Son Tae-jin từ năm 19 tuổi, khi cô trở thành nữ chính trong bộ phim Đầu Tay, Lời Cầu Hôn Ngọt Ngào. Năm đó, khi phim vừa ra mắt, Son Tae-jin ngay lập tức trở thành người tình quốc dân của đông đảo công chúng hâm mộ điện ảnh Hàn. Điều này vô hình chung không khẳng định một định lý về sắc đẹp. Sức mạnh của sự quyến rũ phân nhiều là một thần thái. Suốt 20 năm trong nghề, chị đẹp đã chứng minh chân lý này đúng ở mức song toàn. Dẫu nhan sắc trời sinh của cô là điều không phải bàn cãi, nhưng vẻ đẹp của cô còn nằm trong cốt cách, sự tự tin, trong nét xuyên ngầm mà không cần dùng bất cứ tiểu thuật hay cơ cấu hỗ trợ nào cả. Đến xu hướng làm đẹp không theo K-beauty, người ta vẫn không thôi suýt xoa ở mỗi phân cảnh mà Son Tae-jin xuất hiện, bởi làn da của một mỹ nhân 40 tuổi không những không có dấu hiệu của tuổi tác, mà trái lại còn luôn căng mướt và trắng mịn. Nhiều người sẽ ngay lập tức nghĩ rằng Son Tae-jin áp dụng phương pháp 10 bước dưỡng da cũng bắt nguồn từ sự kim chi của cô. Ngạc nhiên thay, tình cầu quốc dân từng trả lời phỏng vấn rằng chu trình dưỡng da của cô khá đơn giản và tốt nhất là cần được cân chỉnh tùy theo từng làn da. Cô cũng chia sẻ rằng hiện nay chúng ta rất dễ dàng tiếp cận với nhiều thông tin về các sản phẩm làm đẹp. Tuy nhiên, muốn biết sản phẩm đó có phù hợp với mình hay không, bạn cần phải qua trải nghiệm thực tế và nên lựa chọn dựa trên mối bận tâm của mình. Chính sự thông minh trong cách làm đẹp này giúp Son Tae-jin ngày càng thăng hạng nhan sắc. Những tip làm đẹp vô cùng thú vị của Son Tae-jin. Đắp mặt nạ hàng ngày. Phương pháp này giúp cung cấp độ ẩm và phục hồi làn da rất tốt. Chị đẹp luôn mang theo mặt nạ và xịt khoáng trong mọi chuyến du lịch và công tác. Ướp lạnh từng lát dưa leo để đắp mặt nạ cho mắt. Phương pháp làm đẹp này cổ điển được Son Tae-jin học từ mẹ khi cô còn trẻ và vẫn tin dùng đến tận ngày nay. Tin dùng sản phẩm chứa vitamin C làm sáng da. SkinCeuticals C E Ferulix là tình yêu bất diệt giúp cô duy trì làn da thủy tinh của mình. Sử dụng lỗ hội để làm dịu da. Chú trọng làm sạch da. Dù nhiều quan niệm cho rằng không cần rửa mặt sau khi thức dậy, nhưng Son Tae-jin phát hiện ra rằng làn da dầu của cô vẫn cần bước làm sạch này. Vào cuối ngày, dù mệt đến đâu cô cũng không bao giờ bỏ qua nước bước tẩy trang.
luôn chắc chắn rằng mình đã thoa kem chống nắng và kem nền hoặc BB cream trước khi đi ra ngoài. Hãy làm điều này để bảo vệ làn da của bạn. Kiên trì sử dụng mỹ phẩm để thấy được kết quả chúng đem lại. Để giữ sáng đẹp, cô Sương Lăng tập Pilates. Nữ diễn viên đã theo đuổi bộ môn này suốt một thập kỷ và thậm chí đã được cấp phép để có thể giảng dạy chuyên nghiệp. Tuy nhiên, để cơ thể đẹp từ trong ra ngoài, mỹ nhân xứ Hàn cũng rất chú trọng đến chế độ ăn, cân bằng và bổ sung rau xanh, trái cây. Đồng thời cô cũng luôn giữ cho mình một tâm thế thoải mái và vui vẻ. Vì những lẽ đó mà Sử Kim Chi không hiểu như mỹ nhân sở hữu nhan sắc khuynh thành thời gian. Nhưng Sơn Thiên Chin vẫn là cái tên khiến người ta chú ý hơn cả lò bí quyết chống lão hóa từ phụ nữ Pháp. Các quý cô Parisians đã làm gì để giữ mãi nét đẹp rạng ngời của tuổi thanh xuân? Phụ nữ Pháp trong mắt hầu hết mọi người là những người mang nét đẹp hiện đại, phát chất cổ điển và thanh lịch. Dường như họ luôn biết cách chống lại chậm quá trình lão hóa tự nhiên và duy trì vẻ đẹp rạng rỡ vượt thời gian của mình. Phụ nữ Pháp hưởng thụ cuộc sống và chấp nhận sự già đi. Khi lớn tuổi, phụ nữ Pháp vẫn duy trì phong cách thời trang của riêng mình, chăm sóc da và tập trung vào việc hưởng thụ cuộc sống. Họ luôn quan niệm rằng làm đẹp là phải hưởng thụ. Dù cho bạn ở độ tuổi nào, bạn cũng luôn xinh đẹp và vui vẻ. Phụ nữ Pháp hài lòng về vẻ đẹp tự nhiên của mình, không tự ti che giấu tuổi già hay những khuyết điểm của bản thân. Khi tinh thần vui vẻ thì gương mặt bạn cũng rạng rỡ và tươi trẻ hơn. Phụ nữ Pháp tìm thấy kiểu tóc đặc trưng của họ và gắn bó với nó. Các quý phụ nữ Pháp nổi tiếng trên khắp thế giới vì mái tóc đẹp tự nhiên, thanh lịch và sành điệu. Đối với nàng thơ Paris, Caroline de Margaret, mái tóc chính là điểm nhấn đặc biệt, tôn lên vẻ đẹp của mỗi cá nhân. Cô chia sẻ trên trang Into the Gloss: "Tôi đã để mái tóc được khoảng 10 năm. Tôi thích kiểu tóc mái bằng, nó rất đẹp. Tôi nghĩ rằng tôi có một khuôn mặt lớn, vì vậy nó giúp cân bằng tất cả và che đi các đường nét của tôi. Trong khi các cô gái khác sử dụng Botox, tôi chọn đầu tư cho mình một mái tóc xoăn." Phụ nữ Pháp bắt đầu chăm sóc da từ sớm để chống lão hóa. Ở độ tuổi thiếu niên, phụ nữ Pháp đã có thói quen chăm sóc da. Thay vì tập trung vào trang điểm, chăm sóc làn da bên trong mới là điều quan trọng đối với họ. Phụ nữ Pháp hàng ngày vẫn dưỡng da bởi các quy trình và sản phẩm chăm sóc da chất lượng. Việc chăm sóc da hàng ngày cũng cung cấp thêm dưỡng chất, tăng cường sức khỏe cho làn da, đồng thời chống lại các tác nhân gây lão hóa sớm. Theo trang essential.com, phụ nữ Pháp chi khoảng 3,2 tỷ AUD cho việc chống lão hóa mỗi năm, gần gấp đôi phụ nữ Anh. Họ cũng tăng cường thói quen chăm sóc da theo độ tuổi và không bao giờ đi ngủ với lớp trang điểm. Kem chống nắng là vật bất ly thân của phụ nữ Pháp. Phụ nữ Pháp cực kỳ quan tâm đến vấn đề chống nắng. Không khó để nhận thấy được nhiều hãng dược mỹ phẩm nổi tiếng trên thị trường làm đẹp hiện nay đều xuất xứ từ Pháp. Có thể nói rằng kem chống nắng là bí mật chống lão hóa của phụ nữ Pháp mọi thời đại. Mặt, cổ và bàn tay là ba vị trí đặc biệt quan trọng, nhất định phải thoa kem chống nắng kỹ càng. Đây là khu vực nhạy cảm, dễ dàng xuất hiện lếp nhăn và các đốm tàn nhang. Do đó, bạn cần bảo vệ tốt chúng để giữ cho sức khỏe
và nếp thanh xuân kéo dài hơn. Phụ nữ Pháp thích đi bộ. Phụ nữ Pháp không thường đến phòng tập thể dục. Thay vào đó, họ chọn cách đi bộ nhẹ nhàng bất cứ lúc nào. Vào thời gian rảnh, họ có thể đi dạo công viên cùng thú cưng, dạo bước đến chỗ làm hoặc leo cầu thang bộ thay vì sử dụng thang máy. Theo quan điểm của phụ nữ Pháp, việc chống lão hóa là một bí quyết không bị béo lên. Nếu một phụ nữ Pháp thấy mình tăng lên 1 hoặc 2 cân, họ sẽ làm mọi cách cần thiết để nhét trở lại số cân cũ. Họ luôn cố duy trì cân nặng của mình, không tăng, không giảm. Điều kỳ lạ là họ không thực hiện các buổi tập phức tạp để giữ cân. Đối với họ, cách duy nhất để đốt calo là đi bộ. Đầu tư chăm sóc vùng da cổ để chống lão hóa. Vùng da cổ có kết cấu mỏng manh hơn cả da mặt. Hơn nữa, đây chính là vùng da tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt nắng mặt trời khá nhiều. Vì thế, nếu không được chăm sóc thường xuyên, cũng rất dễ bị lão hóa và tốc độ lão hóa còn nhanh hơn cả da mặt. Hầu hết cô gái chăm sóc da đều bỏ quên vùng da này, nhưng phụ nữ Pháp thì không như vậy. Họ vẫn chăm chỉ làm sạch da cổ, bôi kem chống nắng, dùng kem dưỡng và chất chống oxy hóa nhằm hạn chế tốt nhất những tác động xấu từ môi trường. Vì vậy, phụ nữ Pháp luôn giữ vùng da cổ láng mịn, không nếp nhăn để tự tin diện các trang phục khoe cổ và bờ vai trắng mịn hơn với những công thức mặt nạ thiên nhiên dễ làm. Làn da trắng mịn, hồng hào với các nguyên liệu thiên nhiên có sẵn tại nhà, tại sao không thử? Trong những ngày gần kề Tết, bên cạnh việc chăm sắm sửa cho năm mới, chắc hẳn phải đẹp cũng rất quan tâm đến việc chăm sóc da. Tuy nhiên, cuối năm là thời điểm ai cũng bận rộn, ít có thời gian đến spa làm đẹp. Vì vậy, trong bài viết dưới đây, El xin chia sẻ một số công thức mặt nạ thiên nhiên giúp sáng da hữu hiệu bạn có thể tự làm tại nhà, vừa đơn giản lại còn rất kinh tế. Dâu sữa chua và mật ong. Đây là loại mặt nạ thiên nhiên phù hợp với mọi loại da. Dâu chứa nhiều dưỡng chất giúp da sáng đều màu, đồng thời chống lại quá trình oxy hóa. Sữa chua nổi tiếng với công dụng dưỡng da mềm mịn và làm mờ vết thâm. Cuối cùng, mật ong được xem là chất kháng khuẩn, tăng độ đàn hồi cho da. Nguyên liệu: 3 quả dâu, 1/3 hũ sữa chua, 1 muỗng mật ong. Cách thực hiện: xoay nhuyễn dâu và trộn với sữa chua cùng với mật ong. Đặt hỗn hợp trong tủ lạnh khoảng 20 phút để làm mát. Thoa hỗn hợp lên da và làm thư giãn trong 10 phút. Rửa sạch bằng nước ấm. Đậu nành, trà xanh và sữa chua. Đậu nành và trà xanh là hai thành phần quen thuộc trong chu trình dưỡng da của phụ nữ Nhật Bản. Nếu trà xanh được xem là chất chống oxy hóa, thì đậu nành lại dưỡng da hồng hào và mềm mại. Hai thành phần này khi kết hợp cùng sữa chua tạo nên hỗn hợp trị thâm, chống lão hóa và tăng độ đàn hồi cho da. Nguyên liệu gồm 2 muỗng bột đậu nành, 2 muỗng bột trà xanh, 1/2 hũ sữa chua. Cách thực hiện: trộn đều 3 nguyên liệu để tạo thành hỗn hợp sệt. Đặt vào tủ lạnh trong khoảng 10 phút để làm mát. Thoa hỗn hợp lên mặt và massage nhẹ nhàng. Giữ hỗn hợp trên mặt khoảng 15 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Đu đủ và sữa chua. Ngoài cà chua và chanh,
Đu đủ cũng là loại quả giúp làm sáng mịn hiệu quả hạ. Các enzyme có trong loại quả này có tác dụng làm dịu và chữa trị da sạm đen do cháy nắng. Bên cạnh đó, đu đủ chứa nhiều vitamin giúp bạn duy trì làn da khỏe khoắn, hồng hào và săn chắc. Nguyên liệu: một chén đu đủ xay nhuyễn và 1-2 hũ sữa chua. Cách thực hiện: trộn đều đu đủ và sữa chua thành hỗn hợp, thoa lên mặt và giữ trong khoảng 15 phút. Rửa mặt lại bằng nước ấm. Dưa leo và nước cốt chanh. Từ lâu, chanh đã được biết đến như một thành phần làm sáng da hiệu quả. Trong khi đó, dưa leo là loại quả có tác dụng cốc ẩm, dưỡng da mềm mại. Sự kết hợp hoàn hảo giữa chanh và dưa leo tạo nên một loại mặt nạ thiên nhiên giảm thâm, dưỡng trắng da hữu hiệu. Tuy nhiên, bạn nên chú ý che chắn cẩn thận khi ra ngoài, vì axit trong chanh có thể khiến da dễ bị bắt nắng. Nguyên liệu: 1/2 trái dưa leo và 1 chén nước cốt chanh nhỏ. Cách thực hiện: thái nhuyễn dưa leo và bỏ vào tủ lạnh để làm mát. Sau 1 tiếng, lấy dưa leo và trộn với nước cốt chanh. Bạn cũng có thể ép dưa leo thành hỗn hợp này bằng máy xay sinh tố, giữ nguyên bã và trộn với nước chanh. Thoa hỗn hợp lên mặt và để yên trong vòng 15 phút. Dùng bông tẩy trang thấm nước lạnh và lau sạch mặt. Bụt nghệ và nước cam. Có lẽ ai cũng biết nghệ được xem là thần dược trong việc làm đẹp da. Nghệ có nhiều công dụng như trị thâm, kháng viêm, giúp da mịn màng và hồng hào. Bên cạnh đó, nước cam đóng vai trò và hỗ trợ giúp cải thiện tông da, làm đều màu da. Việc thường xuyên thực hiện lại mặt nạ thiên nhiên này giúp bạn có độ làn da trắng mịn và căng tràn sức sống. Nguyên liệu: 1 chén nước cam và 3-4 muỗng bột nghệ. Cách thực hiện: trộn đều nước cam và bột nghệ theo tỷ lệ 1:1. Đắp hỗn hợp lên mặt trong vòng 10-15 phút. Rửa sạch mặt bằng nước lạnh để xe kín lỗ chân lông. Bột mì, sữa chua và mật ong. Bột mì là nguyên liệu bình dân, chứa nhiều khoáng chất và vitamin giúp da sáng mịn. Bên cạnh đó, bột mì còn giúp kiếm dầu, nuôi dưỡng làn da mềm mại và săn chắc hơn. Nguyên liệu: 2 muỗng bột mì, 1 muỗng mật ong, 1/2 hũ sữa chua. Cách thực hiện: trộn đều 3 nguyên liệu thành hỗn hợp, thoa lên da và massage nhẹ nhàng, làm thư giãn trong vòng 15 phút và rửa sạch mặt với nước ấm. Cà chua, nước cốt chanh và mật ong. Cà chua là loại quả có khả năng cải thiện sắc da và làm mờ thâm mụn hiệu quả không kém quả cam. Bởi lẽ trong cà chua có chứa nhiều vitamin A, đồng thời axit trong cà chua giúp sát khuẩn cho da. Trong khi đó, mật ong lại đóng vai trò dưỡng ẩm, giúp da mềm mại. Mặt nạ thiên nhiên từ 3 thành phần này phù hợp với da dầu đến da khô. Nguyên liệu: nước ép cà chua, 1 muỗng mật ong, 2-3 nước cốt chanh. Cách thực hiện: trộn đều 1 muỗng nước ép cà chua, 1 muỗng mật ong và nước cốt chanh. Thoa hỗn hợp lên mặt kết hợp với massage nhẹ nhàng. Để hỗn hợp lên mặt trong vòng 15 phút. Dùng nước ấm rửa sạch và rửa lại bằng nước lạnh.
Bơ và trà xanh. Bơ và trà xanh được biết đến với công dụng chống lão hóa cực kỳ hiệu quả. Bên cạnh đó, loại quả này cũng có tác dụng dưỡng ẩm và duy trì độ đàn hồi cho da rất tốt. Bạn có thể thêm vào hỗn hợp mũ mật ong để tăng cường hiệu quả đạt được. Đây là một loại mặt nạ thiên nhiên phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da dầu. Nguyên liệu: một muỗng bột trà xanh, 1/4 quả bơ tươi nghiền nhuyễn, 1 muỗng mật ong nếu có. Cách thực hiện: trộn đều tất cả nguyên liệu rồi thoa hỗn hợp lên mặt. Massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào da, giữ nó hợp trên mặt khoảng 10 phút. Dùng nước ấm rửa sạch mặt